Đang đi thuyền trên biển, người đàn ông bất ngờ thấy một quả bóng rổ đang trôi nổi gần đó. Quá tò mò, ông liền lại gần và vớt lên xem. Tuy nhiên, khi vừa cầm quả bóng lên, người đàn ông giật mình khi nhìn bên dưới là hàng nghìn thứ gì bám dính chi chít vào quả bóng. Sau khi kiểm tra, ông phát hiện ra rằng đây thực sự là một quả bóng rổ còn nguyên vẹn. Nhưng do trôi nổi trong nước quá lâu, nó bị hàng nghìn con hầu cổ ngỗng bám dính lấy. Hầu cổ ngỗng là một loài giáp xác biển lượng tính, thường trôi dạt theo dòng nước đại dương ở hầu hết các vùng biển ôn đới trên trái đất. Chúng có thể bám bên dưới tàu thuyền, những mảnh gỗ trôi dạt hay những sinh vật đại dương như con rùa này để sinh sống và trở thành một loài ký sinh trùng. Hầu cổ ngỗng ăn khá ngon và bổ dưỡng, có khi cầm quả bóng này về nhà, người đàn ông sẽ có thêm một bữa ăn ngon miệng. Những ngày qua, người dân vùng biển Moriwai, Auckland, New Zealand vô cùng bối rối khi chứng kiến sinh vật kỳ lạ bất ngờ trôi dạt vào bờ biển. Sự việc bắt đầu từ khi một người dân tại Moriwai là Melissa Doubleday lái xe qua bờ biển bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Cô chụp ảnh đăng lên Facebook với câu hỏi, có ai biết đây là gì không? Tôi bất chợt nhìn thấy khi đang lái xe qua mà không biết nó là cái gì. Có nhiều người cho rằng đây có thể là một chiếc xuồng cổ của người Maori hoặc là con quái vật biển trong truyền thuyết, một con tàu đắm, một tác phẩm nghệ thuật, hải mã, cá voi, thậm chí có giả thuyết nói đây là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh cũng nên. Điểm duy nhất người ta có thể xác định là những con hầu cỏ bám chi chít bên ngoài sinh vật lạ, chưa ai dám khám phá bên trong sinh vật lạ này. Doubleday cũng nói rằng cô tưởng đây là cá voi. Cô đã đến gần nhưng thấy hình dạng quá kỳ lạ nên không dám tìm hiểu thêm nữa. Trước đó tại New Zealand từng xảy ra trận động đất 7,8 độ Richter khiến đáy biển bị đẩy lên cao 2 mét. Rất nhiều hầu rong biển sau biển bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Tôm hùm bào ngư cũng trong hoàn cảnh tương tự, khiến nhiều người cho rằng đây có thể là con tàu đắm bị bật khỏi đáy biển trôi lên bờ. Một người đàn ông Úc khi đang đi dạo trong rừng liền phát hiện ra một con vật kỳ lạ. Con vật này khá nhỏ, màu hồng xinh xinh và trên người đầy lông tơ trắng. Nhìn vẻ ngoài con vật này rất kỳ lạ, không giống bất kỳ con vật nào từng nhìn thấy trước đây. Ông cảm thấy vô cùng thích thú, liền mang về nhà nuôi. Tuy nhiên vài hôm sau, ông mới phát hiện ra rằng đây là một loài thỏ vô cùng quý hiếm ở Úc. Bởi nó vô cùng quý hiếm nên rất ít người có cơ hội được nhìn thấy. Đặc biệt, con vật nhỏ này mới ra đời nên ngoại hình còn khá kỳ lạ. Con vật có nguy cơ tuyệt chủng này rất cần được bảo vệ. Đặc biệt, những con thỏ nhỏ này không nên bị đụng chạm nhiều bởi cơ thể chúng còn non yếu, rất dễ bị thương và nhiễm trùng. Trong một lần dạo chơi với gia đình tại Las Cruces, New Mexico, Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, cậu bé 9 tuổi, Jules Park, bị vấp ngã vào một vật mà bất ngờ thay đó lại là một phần hóa thạch của sinh vật cổ đại cực hiếm. Nó có hình dáng rất lạ, ban đầu cháu chỉ nghĩ đó là đá, nhưng sau đó lại nghi ngờ rằng đó không phải là thứ bình thường. Jules giờ đã lên 10 trả lời phỏng vấn tờ New York Times cách đây vài ngày. Thứ đã khiến Jules vấp ngã trông giống một cái ngà. Bên cạnh đó, cậu bé còn nhìn thấy một thứ khác có hình dáng giống một xương hàm khổng lồ, vẫn bị lấp bởi đất cát. Trong khi anh trai Hunter của Jules cho rằng nó thuộc về hộp sọ của một con bò lớn, thì bố mẹ Kyle và Michelle Spock thì đinh ninh đó là của một con voi. Cuối cùng, họ đã chụp lại vật thể kỳ lạ để có thể tìm hiểu rõ xem đó là gì. Bố mẹ của Jules gửi bức ảnh cho Peter House,
một giáo sư sinh vật tại Đại học bang New Mexico ở gần đó để tìm câu trả lời. Ngay lập tức, họ đã nhận được hồi âm và vô cùng bất ngờ khi biết rằng đó là hóa thạch của loài Stegomastodon, một loài động vật có vú ăn cỏ, có hình dáng tương tự voi, với niên đại ít nhất là 1,2 triệu năm trước. Và thứ đã khiến chua vấp ngã chính là cái ngà và một phần xương hàm của một con Stegomastodon. Bố của Jules, anh Kyle Spock, chia sẻ: "Tôi đã thử đặt mình vào vị trí một cậu bé 9 tuổi và nhận thấy việc tìm ra thứ gì đó giống như thể thật là khó tin. Giống như hầu hết các đứa trẻ khác, thằng bé đã từng rất hứng thú tìm hiểu mọi thứ, có lẽ là hồi 5-6 tuổi. Khi ấy chưa tìm đọc tất cả những quyển sách về khủng long và hóa thạch, thằng bé cực kỳ thích thú chủ đề ấy", anh Kyle cho hay. Sau khi biết con phát hiện được hóa thạch quý hiếm, ông Spock đã để cậu bé toàn quyền quyết định. Thay vì đào hóa thạch lên, Jules đã bảo bố mẹ liên lạc đến một chuyên gia khảo cổ học. "Chúng tôi rất rất cảm ơn gia đình họ vì đã liên lạc với chúng tôi. Vì nếu họ không làm thế và tự mình đào hóa thạch lên thì mẫu vật đã có thể bị hư hại. Đây là thứ phải được xử lý cẩn thận dưới sự giám sát của các chuyên gia", giáo sư Howe nói. Khi giáo sư Howe và gia đình Spock ghé thăm địa điểm phát hiện sau sự việc trên một ngày, họ đã quyết định lấp nó đi. Và đến tháng 5 vừa qua, một đội chuyên gia mới được cấp phép và tài trợ để tiến hành khai quật mẫu hóa thạch lên. Một gia đình bắt gặp chú mèo con mới sinh bên đường đang thoi thóp thở. Nhận thấy nó không giống với bất cứ chú mèo nào trước đây, gia đình này đã gọi điện thoại báo cho đội cứu hộ. Khi người cứu hộ đến nơi, phát hiện chú mèo nhỏ hơn bàn tay này chính là giống mèo cá quý hiếm chỉ có ở vùng Đông Nam Á và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Người cứu chú mèo cho biết, sau khi đến nơi, họ vô cùng ngạc nhiên vì chú mèo này mới chỉ được sinh ra cách đó vài giờ đồng hồ. "Chúng tôi không biết vì sao chú mèo mới sinh này lại không có mẹ. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan vô cùng ngạc nhiên khi đã từ rất lâu mới có thể được nhìn thấy giống mèo này thêm lần nữa." Mèo cá khi đã trưởng thành, chúng thường bơi rất giỏi và sống ven sông suối, đầm lầy để săn cá. Một người dân cho biết, trước khi chú mèo con được cứu, người ta đã trông thấy một con mèo mẹ đang cố gắng mang con của mình đi đâu đó. Tuy nhiên người ta chỉ nghĩ đây cũng là giống mèo bình thường nên đã không giữ lại. Người dân phát hiện ra mèo mẹ có khả năng chính là con mèo đã được người dân gần đó cứu cách đây mấy năm. Khi đó mèo mẹ đang thoi thóp ở ruộng lúa trong tình trạng rất nguy kịch. Sau đó họ đã chăm sóc con mèo này và chờ nó khỏe mạnh mới thả về lại tự nhiên. Chú mèo con thuộc giống mèo cá quý hiếm đã được các nhân viên y tế cho ăn và ủ ấm. Chú còn được đặt tên là Simba. Simba đang dần bình phục, mọi người hy vọng rằng chú sẽ lớn lên thật khỏe mạnh như một chú sư tử con. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan sẽ tích cực tìm kiếm mẹ của Simba và trong tương lai sẽ cưới vợ cho Simba để duy trì nòi giống. Có không ít những câu chuyện, hình ảnh từ hư cấu đến có thật về những hồn ma bóng quế nơi khách sạn. Từ đó hình thành trong suy nghĩ của mỗi chúng ta rằng khách sạn là nơi chứa nhiều ma quỷ nhất. Và cách đây không lâu, một người đàn ông đã chứng minh điều đó qua hình ảnh tìm được nhờ Google Maps. Được biết, người đàn ông này hiện đang sống ở Anh và chuẩn bị cho chuyến du lịch của cả gia đình anh. Tìm được một khách sạn với mức giá rất phải chăng, anh ta nghĩ rằng mình may mắn khi được món hời đến khó tin. Nhưng chỉ sau vài bước tra cứu, anh ta đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Khách sạn mà người này định đặt phòng là khách sạn Stuart ở thành phố Liverpool, Anh. Thoạt nhìn khách sạn này mang vẻ cổ kính, trầm mặc nhưng vẫn rất sang trọng, cực kỳ phù hợp cho một chuyến nghỉ dưỡng của một gia đình nhỏ. Bắt đầu tìm hiểu sâu về một số thông tin như hình ảnh, vị trí bằng Google Maps, anh bắt đầu hoảng sợ khi zoom vào một tấm ảnh. Bên cửa sổ đen ngu ngút ở tầng trên cùng là một bóng trắng khá rõ. Càng zoom lại gần, người đàn ông càng thêm phần hoảng sợ vì đó thực sự là một gương mặt người, không hơn không kém. Nhưng đó không phải là gương mặt một con người bình thường mà mang nét gì đó rất ma quái và kinh dị. Không khác những gì thường xuất hiện trên phim kinh dị Hollywood là bao. Vội vàng tìm hiểu sâu hơn, anh này đi từ nỗi khiếp sợ này đến nỗi khiếp sợ khác khi có khá nhiều thông tin về việc khách sạn Stuart vốn là một trong số những khách sạn ma ám khét tiếng ở Anh.
Bên cạnh gương mặt kỳ quái mà người đàn ông này vô tình phát hiện, có khá nhiều vị khách từng sử dụng dịch vụ tại đây chia sẻ, họ từng nghe thấy tiếng khóc và tiếng gào thét lúc nửa đêm. Trước đây, cộng đồng mạng cũng từng ghi nhận không ít trường hợp Google Maps đưa ra những hình ảnh kỳ quặc và khá rùng rợn khác, bao gồm như một cô gái có đôi chân ngựa hay bóng đen giống người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, cũng nhờ Google Maps mà một vụ án tưởng chừng không có lời giải đáp trong suốt 10 năm đã được sáng tỏ.